Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả đại chúng, chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với quý vị một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, khi biết người kia lừa mình để mưu lợi cho họ, thì con phải làm sao để không oán hận người ấy, Phật tử Giác Trí? Kính thưa đạo hữu Giác Trí cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Chúng ta là người tu học Phật và biết rất rõ rằng nếu như ai trong cuộc sống này làm tất cả những hạnh nghiệp xấu ác thì người ta sẽ nhận lại cái kết quả xấu ác đó trong một thời gian sau này của họ. Vì lẽ đó, nếu như ai đó đã tác tạo một cái nghiệp xấu cho ta mà chúng ta đây tác tạo lại một nghiệp xấu cho họ đó, thì bây giờ đây ngoài cái việc người ta thọ nhận cái kết quả ác đã đành và chúng ta cũng sẽ thọ nhận cái kết quả ác mà ta đã gây tạo lên cho họ. Chính vì lẽ đó mà oán thù là điều không nên có trong cuộc sống này. Và Đức Phật đã dạy là lấy oán báo oán thì oán oán chất chồng, lấy ân báo oán thì oán oán tiêu tan. Dẫu là chúng ta bị người khác hãm hại, tuy nhiên sự hãm hại đó có nhân quả của sự hãm hại. Cho nên dẫu cho là chúng ta bị hãm hại, nhưng nếu mà mình trả đũa trở lại đó, thì chúng ta cũng bị cái nghiệp xấu ác giống như người ta đã làm việc xấu ác đối với mình. Có một câu chuyện kể như thế này, trong một buổi chiều nọ vị thiền sư lên núi đốn củi và trong lúc đi về đó thì vị thiền sư này gặp một em bé đang chơi giỡn với những cái con bươm bướm và trong tay của mình thì đang cầm cái con bươm bướm ấy. Em bé này khi thấy cái vị thiền sư này đây thì rất là mừng ở trong lòng và liền ra một câu đố cho vị thiền sư đó rằng: con đố thầy á, là cái con bươm bướm nó nằm ở trong tay con á, là nó đã chết hay chưa? Và nếu như mà thầy trả lời sai á, thì cái bó củi này thuộc về con. Vị thiền sư đó không hề nghĩ ngợi gì hết và liền nói với em bé là cái con bươm bướm trong tay của con đó đã chết mất rồi. Ngay lúc đó thì em bé này mừng quá và liền xòe cái tay ra để cho con bươm bướm nó bay đi. Thế là vị thiền sư này mỉm cười nhìn con bươm bướm bay đi và đưa cái bó củi đó cho chú bé mang về. Khi chú bé mang về đến nhà, cha mẹ hỏi được rằng cái bó củi này ở đâu mà con có vậy? Em bé đã kể lại câu chuyện như thế cho cha mẹ mình nghe. Khi nghe xong thì cha mẹ mới nói rằng: con đã sai rồi, vị thiền sư kia là người xứng đáng đã chiến thắng con đó. Em bé này không hiểu lý do tại sao và cha mẹ đã dắt em bé và cầm cái bó củi đó lên chùa để trả lại cho vị thiền sư. Lúc bấy giờ thì vị thiền sư đó mới nói rằng: trong cuộc sống này cái quan trọng là cái chúng ta lựa chọn chứ không phải là người khác đã lấy đi cái gì của mình trong đời sống này đâu. Vì thế mà vị thiền sư đã lựa chọn cái sống cho con bươm bướm kia, chứ nếu không em bé này sẽ bóp chết con bươm bướm đó trong tay của mình mất. Vậy thì trong cuộc sống này cũng như vậy, chúng ta lựa chọn cái gì để rồi từ đó mà mang lại giá trị an lành và hạnh phúc cho chính ta, đó là điều hết sức quan trọng. Còn tất cả những hành nghiệp thì ai gây người đó sẽ thọ nhận. Và tất cả những cái quả báo đó nó sẽ không mất đi mà nó sẽ tùy thuộc nhân duyên để đến với ta trong một ngày nào đó. Hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ sống tốt với thân miệng ý của mình trong cuộc đời này và hãy tử tế để đối xử với những người xung quanh ta. Khi mà mình ứng xử với một người mà cảm thấy lương tâm của mình cắn rứt á, thì biết được rằng nó có chỗ nào đó sai lầm rồi đó. Và nếu như một cái việc gì mình không muốn thì đừng có đem cái việc đó bỏ lên tay của người khác. Tất cả nó sẽ trở ngược lại đối với ta đây một ngày nào đó không xa. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc đại chúng luôn an vui và thanh thản trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.